Kiều Nguyễn xin mến chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Kiều Nguyễn Vlog ha. Thì kênh của Kiều Nguyễn chuyên chủ yếu nói về chim cảnh thôi bạn, đặc biệt là những cái dòng chim biết nói chuyện ở Việt Nam mình. Thì Kiều Nguyễn cũng muốn đem một số những cái kinh nghiệm mà mình có được trong quá trình mà mình chăm sóc nhem thú cưng như mình, dù là thành công hay là thất bại, thì Kiều Nguyễn cũng muốn làm nên những cái video mà nó chân thực nhất để gửi đến toàn thể đại gia đình thân yêu mình biết được về những cái kinh nghiệm mà nuôi chim, thuần chim, chăm sóc chim và huấn luyện chim như thế nào cho được tốt ha. Và để đến với những cái thông tin chi tiết xuất hiện trong video ngày hôm nay thì các bạn cũng nhớ đừng quên nhấn subscribe ngay kênh YouTube của Kiều Nguyễn Vlog ha. Nhớ đăng ký bật chuông để nhận được những cái thông tin, những cái cập nhật liên tục về những dòng chim cảnh hàng ngày trên kênh của Kiều Nguyễn ha. Thì trước mắt các bạn đây là bốn em chim chim cảnh nhà mình bạn. Một em chim nhồng, một em chim cưỡng, một em chim quạ thông và một em chim sáo ha. Thì những ngày vừa qua có rất là nhiều bạn có điện gọi điện hoặc giả là nhắn tin qua Zalo hỏi mình về cái việc mà hãy giúp các bạn ấy, hãy tư vấn cho các bạn ấy về cái việc mà có nên nuôi chim hay không. Thì khi Nguyễn làm nên cái video này là cũng muốn gửi đến toàn thể đại gia đình thân yêu mình biết được là những ai có thể nuôi chim được và những ai không có thể nuôi chim được bạn. Thì thưa với các bạn rằng á, để mình nói về những ai mà có thể nuôi chim được ha. Thì đối với cái việc nuôi chim á, có thể là tất cả mọi người đều nuôi được, nhưng mà về cái hoàn cảnh á, về cái hoàn cảnh sống á, một số người á, thì có thể là gia đình họ có giống như là ông bà cha mẹ lớn tuổi bạn. Thì nói chung là nếu mà có những người già, những người lớn tuổi ở trong nhà mình nuôi chim cũng khá là bất tiện và khó khăn bạn. Tại những cái dòng chim này, nếu mà các bạn nuôi mà mình không có quen với lại cái tiếng hót, hoặc giả không có quen với lại mà cái tiếng mà ồn ào náo nhiệt của những chú chim mà, thì mình sẽ không thể nuôi được. Ban đầu thì khi Nguyễn nuôi những cái em chim này thì mình cũng khá là bực mình, tại vì bình thường là mình sống trong cái môi trường nó không có ồn ào, và nó không có giống như là trong lúc mình đang ngủ đi, ví dụ trong lúc mình đang ngủ đi, cái một con chim mà nó hót hoặc giả nó đập cánh hay gì đó thì là sẽ làm cho mình rất là bực mình và mình sẽ thức giấc. Thì nếu mà các bạn mà có cái tánh mà khó khó ngủ thì đối với những người mà có cái tánh khó ngủ thì họ sẽ không thể ngủ được. Đó là cái việc mà khó khăn trong việc nuôi chim ha. Còn những bạn nào mà cảm thấy ở gia đình mình giống như có ông bà cha mẹ hay là người thân mình gì đó mà có những cái khó khăn giống như cái việc mà nuôi chim đó, nó cũng rất là dơ bạn thấy là cái phân nó một ngày mình không có cọ rửa thì đâm ra nó rất là dơ và nó khá là hôi. Đối với những cái người nào mà họ không có chịu được cái mùi hôi á thì cũng mình cũng không có nuôi được. Tại vì nếu mà mình nuôi chim mà ở trong nhà thì mình có người đi tới đi lui, đi qua đi lại mà ngửi thấy cái mùi á thì rất là khó chịu, hay là họ bị ói đầu này cái nọ thì mình cũng khá là bực mình. Có rất là nhiều anh em họ cũng có gọi điện, cũng có tư chia sẻ với mình là họ nuôi rất là nhiều loại chim mà thuộc dạng chim mắc tiền nữa. Nuôi được vài ngày rồi vợ chồng gây lộn cãi giả với nhau do là cái việc mà chăm sóc chim hay là cọ rửa vệ sinh chuồng trại cho chim á thì nó không được suôn sẻ cho lắm. Cho nên là có thì họ không nuôi được và họ đành là bán rẻ cho những người khác hoặc giả họ thả luôn bạn. Thì đó là một cái điều hết sức là bất tiện ha. Bởi vì khi Nguyễn làm nên cái video này cũng muốn gửi đến toàn thể đại gia đình thân yêu mình biết được là nói về cái vấn đề nuôi chim á, thì ai cũng nuôi được. Nhưng mà các bạn cũng nhớ là mình nếu mà trước khi mình quyết định mình nuôi những cái dòng chim á thì mình cũng nên cân nhắc trong gia đình mình thử coi là có nên nuôi hay không, và những người ở trong nhà có thích hợp để nuôi chim hay không ha. Thì là một số điều khi Nguyễn cũng muốn chia sẻ với anh em và mọi người như vậy ha. Kính chúc anh em và mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt mọi người.